Tôi cho anh em xem một cái BQ của một dự án Thực sự là nó rất là dài Nó hơn nghìn dòng Bao gồm phần cặp con nhồi Phần hầm, phần cuối đế, phần thân Vân vân Có thể còn có thêm những ngang mục khác nữa Như là xe, cảnh quan Hoặc là những cái khối lượng pháp thi công Tôi bung ra cho anh em xem nhé Nó dài khủng khiếp như này Rất là dài Đó, Thì khi chúng ta làm việc đối với những cái bảng tính giải như này Thông thường có thể anh em sẽ có một thói quen là sử dụng cái hàm sắp tổ như này Mỗi một hạng mục anh em dùng một cái sắp tổ như này đúng không ạ Và đây là một con số tổng cũng dùng hàm sắp tổ Hàm sắp tổ với lựa chọn 9 là nó tính tổng Nhưng nó bỏ qua những cái hàm sắp có trong cái phạm vi của nó Ví dụ cái ô này đúng không ạ Thì nó bỏ qua cái ô này vì ô này cũng là hàm sắp bộ này cũng vậy rồi đúng không ạ giá trị của nó là không cộng với những cái này đúng không ạ mặc dù cái phạm vi của nó là chứa những ô này anh em hình dung rằng ạ hàm xăm thì chắc chắn nó không làm được điều này vì hàm xăm nó cộng dồn tất cả tật đúng không ạ tuy nhiên cái hàm xăm dồn này nếu như anh em chưa hiểu rõ về nó ấy, có thể dẫn đến những cái sai lầm chết người như này trong một bq dài như này thì có thể anh em sẽ có cái thói quen là ẩn đi một vài dòng không dùng đến làm đó đúng không ạ nhưng điều đáng nói ở đây là những cái dòng đó nó có khối lượng nó có giá trị tuy là anh em không dùng nhưng nó vẫn có khối lượng của giá trị thì việc hiểu đúng hàm sắp tổ này nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng ví dụ anh em muốn ẩn đi hàng này đúng không ạ tôi ẩn đi nhé thì cái ô này vẫn giữ nguyên giá trị hàm sắp tổ lựa chọn chín tính tổng nhưng nó không bỏ qua những cái dòng ẩn bao gồm cả những cái dòng ẩn bằng group và dòng ẩn bằng cách bấm đây và hai như thế này đó anh em để ý nhé nó không bỏ qua bất kỳ một dòng ẩn nào anh em để ý cái ô màu vàng này nhé nó chính là giá trị chênh giữa cái hàm sắp tổ, lựa chọn 9 ở đây và cái số cóp chết ở đây. Bây giờ tôi bung ra nhá. Nó vẫn nguyên đúng không ạ? Nó bằng 0 đúng không ạ? Rồi, bây giờ tôi thử thay hàm này bằng lựa chọn 109. Rồi tôi enter một cái. Bây giờ tôi ẩn đi nhá. Đó. Khi này nó đã chênh hơn 5 tỷ, 5 tỷ 7 đúng không ạ? Hàm sắp tổ, lựa chọn 9 và lựa chọn 109 là hoàn toàn khác nhau. Lựa chọn 9 là nó không bỏ qua những cái dòng ẩn. Còn lựa chọn 109 là nó bỏ qua những dòng ẩn. Nếu như chúng ta dùng lựa chọn 9 ở đây mà vô tình ẩn đi những cái dòng mà có giá trị như này. Ví dụ như khi mà anh em bỏ thầu chẳng hạn mà anh em ẩn như này thì cái giá trị của anh em đương nhiên là mất đi 5 tỷ 7 rồi đúng không ạ? Đó. Bởi vì khi này cho dù con số này nó vẫn là cộng con số 5 tỷ 7 nhưng khi này cái số liệu ở bản Excel này sẽ khác so với số liệu của bản in ra giấy anh em hình dung ra chỗ này chưa in ra giấy rõ ràng là nó chỉ có những cái đầu việc này thôi nó không có cái dòng ẩn này đúng không ạ như vậy đây là một cái lỗi rất là nghiêm trọng rất khó để có thể lý giải được trường hợp này là nỗi sai số học để được phép sửa lại nếu như nhà thầu bỏ giá như này là đương nhiên lỗ năm thứ bảy rồi do đó anh em hết sức lưu ý khi sử dụng hàm sắp tô với lựa chọn trí này thì những cái dòng ẩn nó vẫn có tác dụng nên anh em phải xóa hết những thông tin ở dòng ẩn đi hoặc là không bao giờ ẩn Tốt nhất là khi làm chúng ta không nên ẩn bất kỳ một dòng nào. Thì khi đó cái bảng tính của chúng ta có như nào? Chúng ta in ra như vậy thì sẽ tránh được cái lỗi này. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.